Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái nhân vật mà có thể gọi là Beta Man. Mình mới biết anh này thôi nhưng mà mình rất là nể ảnh. Mà mình nghĩ là các bạn khi mà xem cái clip này, cái này rồi thì cũng sẽ nể anh đó như mình thôi. Ảnh nuôi cá là ở trên mái nhà các bạn. Các bạn nhìn đây, đây là mình đang đứng quay cái mái nhà của anh đây. Và đây là cá, ảnh đang chăm cá kìa. Và anh này thì có thể là nói về cái đam mê của ảnh thì chắc là gấp nhiều lần mình. Lý do là ảnh này là cái giường của ảnh đó các bạn. Ảnh ngủ đây luôn rồi ảnh mở cửa ra cái cửa này đây. Ảnh mở cửa này ra thì là ra cái đàn cá của ảnh đây. Ảnh nuôi cá là trên mái nhà, các bạn thấy rõ ràng là trên mái nhà. Cái ảnh ở quận 11, thành ra là cái không gian nó cũng hơi hạn chế. Nhà ảnh là nhà sản xuất nữa. Ảnh nuôi cá trên mái nhà nhưng mà cách bố trí rất là khoa học các bạn. Các bạn nhìn ảnh làm nè, keo lọ này kia. Đặc biệt mình ấn tượng nhất là cái chỗ ảnh thay nước các bạn. Các bạn nhìn cái cách thay nước của ảnh kìa. Cái đường ống này là ảnh xả nước nè. Nếu mà đổ trực tiếp trên mái nhà thì nó sẽ chảy qua nhà sớm. Ảnh xả nước vô cái này, rồi nước nó sẽ chảy theo cái đường ống này, nó xuống dưới cống. Và rất là hay nữa là các bạn nhìn cái kết cấu của cái này, ảnh đổ nước vô đây thì cái cặn nó sẽ còn lại ở cái thau và nước nó sẽ chảy theo cái vòi này có lưới lọc nè, là cái phần nó sẽ không gây ngạt cống và ảnh sẽ đổ cái cặn đi. Cá của ảnh rất là nhiều các bạn, và đặc biệt là mình thấy cái lượng cá ép của ảnh á, cái lượng đậu rất là nhiều. Các con lũ lạng luôn nè. Này nó hơi tối chút xíu đó, các con đó các bạn. Theo như ảnh nói thì một bầy anh ép là có thể là nó đậu là hình như là từ ít nhất là từ 300 con cho đến 500 con. Ảnh nuôi cái môi trường rất là tốt. Và ảnh rất là nghiên cứu, rất là khoa học. Này các anh nhìn thấy các bạn là ni lông nè. Ảnh trải ni lông ảnh nuôi trong những cái khay nhựa. Hoặc là ảnh nuôi trong những cái khay xốp. Nhưng mà rất là đặc biệt là cá của anh phát triển rất là tốt, bởi vì là thủy sinh rất là nhiều các bạn. Với những cái con cá đã trưởng thành thì anh nuôi để ngắm thì anh cho những cái keo lớn như này, còn để nhốt cho nó khỏi đá thì anh dùng những keo như này, keo nhỏ này. Và cái cách của anh tổ chức rất là khoa học, là anh sẽ gom những cái keo này thành một nhóm 6 keo vậy, để anh thay nước một lần là anh sẽ đổ nguyên cái này ra, cá vẫn nằm ở trong, anh sẽ không mất thời gian. Nói chung là ở đây thì ảnh tổ chức trên một cái góc mái nhà như rất là khoa học các bạn. Mình rất là nể anh ở cái chỗ là anh tổ chức nuôi cá trên mái nhà, đúng rồi, chỉ có mình anh này thôi chứ mình chưa thấy ở đâu. Ảnh thì mua con giống thì hình như là mối hàng thường xuyên của Beta Coffee. Ngoài ra thì ảnh cũng mua của Thế Giới Lì Thìa, và sắp tới thì ảnh cũng sẽ đi mua của các cái trại cá khác. Ảnh ở đâu thì thấy cá đẹp thì ảnh đều đi mua. Mình thì mới gặp ảnh một vài lần gần đây thôi, nhưng mà mình rất là kính nể ảnh ở cái cách tổ chức nuôi cá mát tay. Rồi hiện giờ cái mà cơ bản hôm nay mình muốn, cái thông tin quan trọng mình muốn chia sẻ qua cái clip này, đó là ảnh cũng giống như mình, là ảnh sẽ có nhu cầu là ảnh tặng cái số cá mà nó đã lớn của ảnh. Tại vì ảnh cần cái keo, ảnh nuôi cá con rất là nhiều thì ảnh sẽ tặng những con cá trưởng thành này rồi cho các em học sinh cũng như là các cái bạn mới tập chơi. Số cá hiện giờ anh muốn tặng là chắc khoảng 300 con đó các bạn. Thì anh dự kiến là anh sẽ tặng cho khoảng là 50 đến 60 người, mỗi người 5-6 con gì đó. Và anh thì anh là chủ doanh nghiệp, anh có thời gian anh ở nhà suốt ngày, thành ra là các bạn có thể gọi cho anh để anh chỉ đường. Nhà thì ở đường Bình Thới các bạn, đối diện với công an quận 1, có cái hẻm lớn đó, các bạn vô đó rồi gọi cho ảnh thì anh sẽ tiếp các bạn, anh sẽ hướng dẫn các bạn cũng như là sẽ tặng cá cho các bạn. Anh cho em cái số điện thoại của anh đi. 090 81 83 821. Điện thoại của anh là 090 818 3821. Anh ghi ra cho em cái cho nó rõ ràng, cái ghi ra cho em đọc lên cho anh em cái. Các bạn đợi mình chút nha.
mình ấn tượng với cái khu vực nuôi cá trên mái nhà của ảnh quá trời luôn nè. Ảnh thì nuôi cá rất là mát tay, bầy nào anh ép ra thì cũng mấy trăm con hết các bạn. Cá quá trời quá đất kìa. Giống cá của ảnh cũng rất là đẹp đó. Đây mình đọc lại cái số điện thoại của ảnh nè: 090 818 3821. Mình lặp lại nha. Này thôi được. Này các bạn nhìn luôn cho nó rõ luôn đi. Anh tên Phước hả? Anh Phước là hình như năm nay là ảnh cũng khoảng 47-48 tuổi rồi. Rất là đam mê các bạn. Mình là một trong những người đam mê, nhưng mà mình thấy cái đam mê của anh Phước này là mình kính nể. Các bạn cứ nhìn đi. Cái chỗ nuôi cá của ảnh với cái phần đỏ đỏ đằng kia là cái giường nằm của ảnh các bạn. Ảnh chỉ cần nằm trên giường, ảnh mở cửa ra là ảnh đã thấy cái bầy cá của mình rồi. Mình mới vừa gặp ảnh thôi, nhưng mà mình thấy cái cách nuôi cá của ảnh cũng như đam mê nuôi cá của ảnh thì mình có cảm giác như là anh em đã quen thân từ lúc nào rồi. Bởi vì người cùng đam mê thì nó dễ kết nối lắm các bạn. Cá của ảnh nhìn chung là rất là đẹp, không có phải có sự cố gì đâu. Mà cũng xin anh em là cứ xem qua một vàng nè. Cũng nói trước anh em luôn là đừng có chê khen gì ảnh buồn. Ảnh thì có lòng tốt thôi, ảnh muốn chia sẻ cái đam mê. Anh em nào cứ xem qua cái rồi thích thì gọi điện cho ảnh. Mình thì chỉ có rảnh ngày chủ nhật, nhưng mà anh Phước thì ảnh rảnh, anh làm công việc tại nhà, anh ở nhà suốt ngày. Các bạn khi nào đến thì cứ gọi cho ảnh thôi. Ảnh là bên đây là cá con, ảnh nuôi cá rất là mát tay các bạn. Đẻ bao nhiêu là còn bao nhiêu đủ luôn. Các bạn nào muốn chia sẻ cái cách nuôi cá đép thì cứ liên hệ với ảnh, ảnh rất là nhiệt tình. Dạ. Khóa xe. À khóa xe dưới hả? Để anh bằng kỹ chút. Rồi các bạn nha, mình hôm nay là muốn giới thiệu về một cái bậc sư phụ về nuôi cá cũng như dạ. Cái đam mê cá rồi sẵn là mình chia sẻ cái thông tin là ảnh đang muốn tặng cá tầm khoảng 300 con. Mấy em học sinh vừa rồi cũng như các bạn mới tập chơi vừa rồi mà không kịp đến nhà anh Tèo ở Hóc Môn để nhận cá thì hôm nay là một cái dịp rất là tốt nha anh em. Nếu mà anh em quan tâm thì đó, cái số điện thoại có rồi, địa chỉ có rồi thì cứ gọi cho ảnh rất là sẵn lòng thôi. Nhưng mà cũng nói trước với anh em là cái số cá nó có hạn là khoảng 300-400 con thôi. Anh em nào nhanh tay thì sẽ đi trước, mỗi người sẽ được tặng 5-6 con thì cho nó vui. Rồi mong anh em sẽ lưu ý cái thông tin này và đến chỗ anh Phước để nhận cá cũng như là muốn học hỏi gì thì học hỏi. Rồi mình xin kết thúc cái clip ở đây, xin cảm ơn các anh em đã quan tâm theo dõi.